Dạ, đội hiệp sĩ Huy Thành Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày vừa qua và rất nhiều các cô các chú anh chị ở tất cả tỉnh rất xa về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là buổi sáng hôm nay thì đến giờ phút này là anh em hiệp sĩ Bình Dương bây giờ là 13 giờ chiều rồi, anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận một thông tin đại một gia đình hiện nay ở một tỉnh rất xa thì về đây cầu cứu báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân của mình. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn đã tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ, xin phép chào chị gái bên trong. Chị có thể chị giới thiệu cho em cũng như cho các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội biết được chị họ tên đầy đủ là gì? Em là Lê Thị Úc. Dạ, chị Úc là hiện nay mình sinh sống ở tại đâu? Ở Cần Thơ. Từ Cần Thơ luôn. Hôm nay chị cùng với rất nhiều người thân của mình, đặc biệt là rất nhiều các bé ở đây, đứa trẻ đúng không? À, hiện nay là 1, 2, 3, 4, 5 bé phải không ạ? Và một người phụ nữ nữa về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Dương ghi hình để đăng tin tìm ai ạ? Tìm cháu ruột. Cháu ruột luôn ha, cháu ruột của chị. Dạ, chị có thể chị giới thiệu sơ cho em cũng biết được cháu ruột của chị họ tên là gì? Lê Hoàng Tấn. Lê Hoàng Tấn ha. Rồi, xíu nữa em tiếp tục trò chuyện với chị sau ha. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, xin chào em gái ở giữa. Em có thể em giới thiệu em họ tên là gì? Em tên Nguyễn Tuyết Phượng. Nguyễn Tuyết Phượng ha. Rồi, Phượng nhiêu tuổi này em? Em 33 tuổi. Năm nay 33 tuổi nha. Rồi, em hôm nay cùng với lại gì đúng không? Dạ, cô. Cô ha. Cùng với đây các con của em ha. Dạ. Em được mấy người con rồi? Dạ, em 5 người con. Ừ? 5 người con. 5 bé luôn hả? Dạ. Ô may mắn dữ vậy, sinh 5 con luôn mà sàn sàn nhau luôn. Dạ. Ừ. 5 con, 5 bé của em là bé lớn nhất là nhiêu tuổi? Dạ, bé lớn nhất 12 tuổi. Nhỏ nhất là mấy tuổi? Nhỏ nhất 4 tuổi mấy, 5 tuổi. 4 tuổi. Dạ. Bé này gái là mấy tuổi? Bé này 7 tuổi à. 4, 7, bé trong trai giữa. Bé này 8 tuổi. 4, 7, 8, bé kia? Bé này 10. 4, 7, 8, 10, 12. Dạ. 1 năm và 2 năm 1 ha. Dạ. Rồi, em có thể em cho anh biết là hôm nay em về đây tìm chồng đúng không? Dạ. Chồng của em ấy là tại sao lại bỏ nhà đi, bỏ vợ, bỏ những đứa trẻ thương này đi đâu đây? Dạ, em cũng không biết, nói thế bữa thứ hai nó đi làm. Rồi em cũng đưa tiền cho đi làm, rồi là đi luôn, không thấy về nhà. Em cho anh biết này. Dạ. Trước đây á, trước thời điểm chồng em bỏ nhà và bỏ đặc biệt là các người con rất dễ thương này. Dạ. Là chồng em đang làm công việc gì? Dạ, làm ở Trà Nóc công ty cá. Làm trà gì? Ở Trà Nóc. Trà Nóc. Dạ. Công ty cá. Dạ. Thu nhập cao không? Dạ, anh mặn tháng tầm chừng 5 triệu trả lại. Ôi trời ơi, 5 triệu sao nuôi vợ nuôi con đây. Dạ. Vậy em làm nghề gì? Dạ, em ở nhà em đưa gứt mấy nhỏ đi học vậy. Trời ơi, vậy đâu làm ăn được cái gì nữa, 5 triệu này khó khăn lắm em ơi. Dạ. Em có nhà ở quê không? Dạ có. Nhà đấy của ai? Nhà của ông cha rồi cho là em sửa lại. Cha ruột em hay cha vợ hay cha chồng? Cha chồng. Dạ. Cho đúng không? Dạ. Xong vợ chồng sửa lại. Dạ. Để sinh sống đúng không? Dạ. Em tổng cộng là 5 người con. Dạ. Cuộc sống anh hỏi thật. Dạ. Khó khăn lắm không em? Dạ, cũng thiếu nợ khó khăn lắm, mình không, cũng mà không đủ đâu đâu hết. Thiếu nhiều không? Dạ, cũng nhiều. Đây em sinh những người con này là mình chủ động hay vợ bẻ kế hoạch mà nhiều dữ vậy? Dạ, mình bẻ kế hoạch. Trời ơi, khó khăn. Sau này thì có thể là an nhàn đó. Dạ. Nhưng trước mắt hiện nay em còn rất nhiều khó khăn. Người ta hai vợ chồng một đứa con thôi đã là khó rồi. Bản thân em hai vợ chồng em chia sẻ này, một tháng 5 triệu, một ngày có 150-170 ngàn à. Dạ. Mà 5 người con, chưa kể em nữa, 7 miệng ăn trong một gia đình, anh nghĩ rằng chắc chắn là nó không đâu vào đâu đâu. Con em chắc ăn rau không à, làm gì có thịt cá giống người ta. Con em đã đi học hết lượt chưa? Dạ, đi học 4 đứa, còn năm nay là thêm thằng này đi nữa. 4 bé hiện nay đi học rồi. Dạ. Còn một bé trai áo đỏ đúng không? Dạ, chuẩn bị năm nay du học. Là 5 tuổi rồi, năm nay nó 6 tuổi đúng không? Dạ, 5 tuổi. Chuẩn bị năm nay là lớp, dạ, lớp 1 đúng không? Lớp mẫu giáo, lớp mầm, lớp mẫu giáo à. Con em đi học phải tốn kém không? Dạ, một lần thì có sổ cận nghèo, bây giờ người ta xóa rồi, cũng như năm nay chắc hơi đuối. Trời ơi, mọi năm là sổ cận nghèo. Dạ. Mình giảm được nhiều đúng không? Dạ. Nhà nước người ta hỗ trợ. Dạ. Bây giờ là hết hỗ trợ là tự xử luôn. Dạ. Trước đây người ta bảo cha sinh con mà trời sinh tính, hoặc là sinh voi sinh cỏ, nhiều câu đúng không? Dạ. Bây giờ này sinh ra thì cỏ không có rồi, đúng không? Dạ. Bây giờ bản thân hai vợ chồng em phải nghị lực để nuôi các con. Dạ. Chồng em trong thời gian trước ấy có biểu hiện gì bất thường không mà lại đi này? Em thấy cũng anh cũng đi chơi rồi, đi chơi rồi qua 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 đi qua rin rồi mấy lần, em tưởng là cũng
nhậu xỉn rồi không về thôi, rồi sau chuyến này đi về cái là đi làm rồi trời đi luôn. Chồng em có thường xuyên bỏ vợ bỏ con đi qua đêm không? Dạ ít cái khi lắm. Sao những lần đó mà đi vậy em về em tìm hiểu là chồng em đi đâu? Nói là đi rồi nhậu xỉn gì đó rồi ở nhà bạn ngủ gì thôi. Bạn thật bạn không? Em cũng không biết. Đấy là nghe thôi. Dạ. Không thấy đúng không? Dạ. Hàng tháng chồng em về có đưa tiền cho em không? Ảnh là người giữ tiền, nhưng muốn mua cái gì hay là muốn trả cho ai thì ảnh đưa cho trả này kia gì đó. Trời, mẹ nào chồng em đi làm mẹ không đưa tiền cho em? Dạ. Thế em sống bằng cái gì? Nhưng có mua cái gì thì ảnh đưa. Mua gì là xỉa tiền. Dạ. Đi chợ bố quá sao cũng phải xin tiền. Dạ, ảnh đưa. Trời đất ơi, này là khó khăn thật sự rồi. Sao là khó dữ vậy? Trước đây em yêu chồng dữ không? Ngày mới quen nhé. Thương chồng ấy vậy, mấy cái con như vậy. Thương nhiều quá, mới nhiều dạ. Con này đúng không? Cũng tin tưởng ảnh mà không ngờ ảnh chứ này. Chồng nói gì cũng gật đi. Dạ. Đúng không? Ừ. Chồng đồng ý anh đi là cũng gật. Mỗi lần gật là một đứa đúng không? Trời ơi, thương quá vậy được. Em mới quen chồng em lâu mới cưới, mới sống với nhau. Dạ, trong vòng đâu chừng nữa vài tháng vậy đó, người ta làm mai á, rồi người cô làm hai, cô hai của ảnh ở dưới. Rồi quen. Chồng em trước có đẹp trai không? Hiền không? Anh thì hiền dữ lắm, anh ở nhà anh cũng đi ra ngoài cũng hiền dữ lắm mà. Chuyến này sao em không hiểu nổi. Chuyến này không hiểu nổi. Dạ. Chồng em có nhậu nhẹt bê tha về chửi vợ chị con không? Dạ không, cái đó là không có nhậu, không có chửi vợ. Về hồi năm đứa con với anh chưa có đánh em bật tay nào hết. Mà sao chuyến này anh bỏ anh đi vậy em cũng chưa biết. Chưa đánh bật tay. Anh nói thật lòng luôn. Anh thực sự anh thấy em rất dễ thương đó. Anh nói thật đó. Dễ thương. Một người phụ nữ sinh 5 người con mà nhìn em vẫn trẻ đẹp, dễ thương. Em cũng nghi ngờ là chồng em đi với người khác không? Em thấy anh đi vậy chắc em cũng nghi là anh có người khác. Người khác mà sao bỏ lỡ cần đứa con được, dù rằng không thương vợ sao lại bỏ những đứa con đi này được? Dạ, bởi vì em nói anh không thương em thì anh không thương 5 đứa con em. Dạ, không nghe anh đi là nói chung là ngày nào em cũng khóc hết. Không cần mong anh quay trở về thương con thôi, em không cần thương em nữa, nói thiệt. Em cho anh biết là chồng em đi đến giờ phút này là bao nhiêu ngày rồi? Dạ, đi hồi từ bữa thứ hai tới giờ đó, mà có bữa tối thứ bảy cả 7 giờ, bữa tối thứ ba cả 7 giờ là anh có điện gì, anh có mở máy, em có điện vô một cút rồi hỏi anh ở đâu vậy, cái anh nói là buồn quá anh đi ngủ ở nhà trọ ngay gì nhất cầu Cần Thơ gì đường Nguyễn Chính Lâm á, nói với em vậy đó. Rồi cái em hỏi sao anh nhà anh không về, cái anh ấy làm nhậu xỉn rồi một chút anh về khỏe khỏe rồi anh về, rồi là tắt nguồn máy luôn, là từ đó tới bữa nay là không liên lạc được luôn. Em nhắn tin nhiều dữ lắm luôn mà anh cũng không có xem, không có trả lời gì hết. Chồng em từ hôm đi á, dạ, trước khi báo tin cho em là đi á, chồng em có lấy gì đi không? Dạ có lấy mà mình người có lấy một mới có lấy chừng bốn chỉ ngoài vàng. Bốn chỉ vàng em để đâu mà chồng lấy? Em cũng tờ thương ảnh, ảnh nói là anh bỏ túi anh giữ thôi, rồi em cũng không trời giữ. Ơi sao vàng để nhà đưa. Chồng đi làm đưa chồng cầm đi chi? Ảnh đưa anh lấy rồi anh đi luôn với chạy một chiếc xe đi. Xe gì em? Dạ chiếc xe Tega, chiếc Nô mà cũng cũ rồi. Novo hả? Dạ cũng Nô cũng cũ cũ vậy. Biển số mấy nhớ không? Biển số em không nhớ mà nãy thằng em có ghi vô miếng này nè. Biển số mấy đọc anh nghe. 05126. Biển số đầu là mấy? 05. Số đầu là số E1 65E1. Dạ. Ở dưới bao nhiêu nữa? 05126. 05126 65E1 05126. Dạ, chiếc xe chạy màu nâu vàng. Xe logo màu vàng. Dạ nâu vàng. Logo nhãn hiệu Yamaha. Dạ. Cũ màu vàng. Dạ. Đặc điểm nhận dạng chồng em cao mét mấy? Dạ anh cao chắc có mét 7 à không? Mét 7 trở lên á, cũng cao đó. Rồi, có nghĩa là bây giờ em chia sẻ là thực sự chồng em là rất trước là rất thương em. Dạ thương em lắm, không có đời thở nào mà hồi về nói chung là năm mà con chưa có tán em mặt tay nào, chưa có đánh, chỉ là hai vợ chồng có cãi nhau hơi lớn tiếng vậy, rồi qua tối lại là về cũng cười giỡn lại với nhau bình thường. Mà tại sao chuyến này là em cũng về cho anh chạy đi chơi, rồi em về em nhai nhai vài tiếng vậy đó. Rồi đi về rồi sáng ngày là nó là đi làm, em cũng tin là đi làm, rồi là từ đó đi là đi tới giờ luôn, không có về. Hay là em có sợ tình huống xấu nhất có thể chồng em gặp chuyện gì không lành không? Sợ chuyện đó không? Em cũng có sợ.
Một là chồng em chia sẻ vậy là chồng em có thể nhậu say và không may gặp điều gì đó. Hai là chồng em có thể là quen người phụ nữ khác. Nó ít có nhậu lắm, ít có nhậu lắm, ảnh Ít nhậu không nhậu. phải là bê tha như người ta mà nhậu nhiều xỉn. Nhớ chừng 2 ba lon bia là xỉn rồi. Nếu thế thì cũng không chưa đến mức độ lắm nghiêm trọng, nhưng mà có thể nếu như vậy là chồng em hay là thấy cuộc sống nhàm chán nhiều con. Đi bỏ chiếc ẹt lại, mới nào lấy tính lấy chiếc ẹt đi, chỗ này không cho, mới bỏ chiếc ẹt lại mới lấy chiếc kia đi. Lấy chiếc xe cũ đi. Lấy xe cũ Lấy đi. đi, rồi không biết sao đem về lấy chiếc xe cũ đi, rồi lấy mấy vàng đi. Đây là quen người phụ nữ khác rồi em. Mà trong khi á là đêm hôm này có cái cô đó cũng nhắn tin, cổ điện lại là cái số 70 mà bây giờ điện lại là không được, là cổ điện cổ nói là nhí này là tên Tấn này là tên thường gọi là tên Ba Nhí phải không, vợ là tên Phượng nữa, là nói y chang luôn tên trúng hết trơn, mà Nói cái em cô đó nha, lại giờ điện lại không được. nhỏ em chồng em, nhỏ Út đó, nó đăng Facebook lên là cái số sim đó là nó mới mua, chưa có ai biết, chồng em cũng chưa biết luôn, mà đăng lên Facebook vậy đó, cái nói nhắn lại hỏi nhà em Hương mình là tên cái anh này là Lê Hoàng Tấn, tên thường gọi nhà là Nhí phải không, rồi vợ là tên Phượng, mà em họ gọi cái về về nhỏ em nó kêu chụp hình đồ này kia để gửi, rồi gửi nhắn tin qua lại gì đó, mà điện thì không bắt máy. Mà hôm nhỏ em định vị á, là cái định vị đó là ở trên hành tinh đây nè, Trên đây là trên đâu? trên Bình Dương này nè anh, mà Vậy bây là giờ thông tin mới đến giờ phút này, thông tin đến giờ phút này là nghe là ở Bình Dương đúng không? dạ Ừ. người chồng em tối thứ ba là cũng có điện về cho thằng bạn, nó nói là đi Sài Gòn, Lại nói là Sài dạ Gòn. cũng được điện trùng hợp với em luôn vậy đó, Nhưng còn đến bây giờ phút này ở đâu không dạ biết. cũng tới bây giờ ở đâu em không biết. Đến giờ phút này em nghi chồng em ngoại tình không? Em cũng không hiểu Em cho anh nổi. hỏi lại này. Trước những thời điểm mà chồng em bắt đầu đi, Dạ những ngày đó mình sống nhau còn ngọt ngào tình cảm không? thì em cũng bình thường vậy đó, chứ không có gì hết Tối về chứ. vợ chồng ngủ chung, các con ngủ ngủ chung hay riêng? Dạ mấy đứa lớn này thì ngủ riêng, còn hai chồng em với hai đứa nhỏ này ngủ chung, Chật không? còn không có, cái phòng cũng rộng lắm. Ừ. Ba anh em này kia là ngủ riêng Dạ ngủ riêng một phòng. đúng không? Còn Dạ hai bé này là ngủ riêng, ngủ chung em Dạ với chồng. Dạ Có vướng mắc gì không? Khó chịu gì không? Chồng có khó chịu gì không? Dạ không, thấy cũng bình thường, không có gì hết. Em thấy chồng vẫn bình thường trong suốt Dạ này, không có gì thay bình đổi. thường, dạ. Mà chồng đi một cách bí ẩn này, hiện nay đem theo một số vàng, Dạ đúng không? Dạ Vàng đó em mua cho chồng lâu chưa mà để cho chồng giữ? em chậm cũng mới mới mua đó là đi luôn đó. Mới mua xong. Dạ mới mua chừng đâu chừng tuần lễ gì đó là đi, là đi đó. Mua là bằng dây chuyền hay bằng nhẫn? Một chiếc nhẫn vàng, một chiếc nhẫn với một sợi dây chuyền. Ôi trời ơi, vậy đeo trong người Dạ và đi luôn. Dạ Giờ phút này mất dấu luôn rồi. mà điện thoại của nó là anh vợ nó không mở được, Điện không coi thoại điện thoại là được. không coi được, tại vì anh xài mấy cái iPhone rồi cài dấu vân tay không, mà em không mở, mà em cũng nghĩ là em tin chồng em rồi, cũng tin tưởng nhau không đụng điện thoại với nhau, ảnh không đụng điện thoại em cũng không đụng điện thoại ảnh, mà không ngờ là ảnh vậy. Cũng cùng là mình không đụng người khác đụng được. Dạ Điện thoại của chồng mình không đụng được, nhưng dạ mà người khác đụng được chồng của mình, dạ đúng chưa? Nhưng nói chung là hiện nay thì em chia sẻ thế này thì anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận, nhưng cũng chưa ai dám khẳng định là chồng em đang đi đâu Dạ. và chồng em có phải là theo người phụ nữ khác không, hay chồng em lại gặp điều gì không lành. Nhưng hy vọng nếu thực sự em trai xem được video này, đây là một trong những hoàn cảnh phải thực sự rất thương, chưa có một trường hợp nào thương như thế này. Một gia đình, đại một gia đình hiện nay rất đông con, mà các bé nhìn rất đẹp hiền hậu, đặc biệt là vợ là em phải nói là gì, rất trẻ đẹp dễ thương đúng không? Vợ chồng sống rất hạnh phúc, nhưng đến giờ phút này không hiểu nguyên nhân nào đó mà chồng một cái một đùng bỏ tất cả các người con, bỏ rất nhiều những công sức, những năm gây dựng để tạo ra hiện nay có rất 5 đứa con, 5 đứa trẻ mà bỏ đi với một lý do nào đó thì thực sự rất đáng tiếc. Hy vọng là em trai xem được video này, em trai suy nghĩ lại, thương con, nếu không thương vợ hãy thương con, hãy quay trở về với các con của mình. Bởi vì cần này đứa con này chắc chắn là sẽ phải thiếu nhất nhiều tình thương của em. Một mình vợ em chắc chắn là không lui lỗi. Từ nay về sau có thể là những bé này có thể gặp rất nhiều khó khăn. Mà một mình vợ em chắc chắn là chỉ đi chở đi rước về thôi, đi học không nữa, đã hết thời gian rồi.
thì lấy gì mà đi kiếm ăn kiếm tiền được để nuôi các con đây. Rồi xíu nữa anh tiếp tục trò chuyện em gái nhé. Rồi bé trai áo đen, cho chú hỏi con họ tên là gì? Lê Hoàng Nhân. Con Lê Hoàng Nhân á. Nhân nhiêu tuổi rồi Nhân? Con 12 tuổi. Con học lớp mấy? Học lớp 4. 4, 12 tuổi xong mới lớp 4 hả? Dạ, nó bị học, bị yếu rồi, ở lại lớp 2 Trời năm. Trời ơi, yếu ở lại lớp luôn. Hôm nay con học khá hơn chưa? Khá. Khá hơn, cố gắng con nha. Hôm nay con dạ, cùng với lên. Con này cùng với mẹ đúng không, với bà đúng không? Dạ. Với cùng các em về đi tìm ba đúng không con? Dạ. Ba có thương con không? Có. Trước đây ba có uốn con khi nào không? Không. Ba có uốn ai không? Con có thấy ba mẹ la dày chửi nhau không? Không. Con thấy ba mẹ có thương nhau không? Yêu nhau không? Có. Có. Bây giờ nếu ba bỏ đi, ba không về với con nữa thì con nghĩ sao, có thương không? Con có sợ ba bỏ đi mất không? Sợ. Sợ hả? Bây giờ ba đã đi rồi, con có hy vọng là ba về với con không? Có. Con hãy nói điều gì đó để cho ba về với con đi. Cha con mong nhanh dạy với con. Cha dạy với con. Anh mẹ luôn không nổi. Nói lớn lên con. Mẹ không nói. Câu chuyện giờ rất thương, rất nghẹn lòng. Anh em thực sự là cũng rất đắc mắc với một trường hợp, một hoàn cảnh này. Ba con đi lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Ba hàng ngày đi làm về có mua đồ ăn cho con không? Dạ có. Ba thường cho con ăn cái gì nào, mua cái gì cho con nào? Ba có bảo trước đây ba có mua đồ chơi cho con bao giờ không? Có không? Có. Dạ có. Con thực sự đến giờ phút này có con cần ba, con cần mẹ hay con cần cả hai người? Cần hai người. Cần hai người nha. Con có sợ là ba bỏ luôn ba đi mới ở với người khác không? Sợ. Sợ. Con nói một điều, vài điều gì đi để cho ba con quay về đi. Hôm nay con đi xe từ Cần Thơ về đây con có mệt lắm không? Con về đây con nhờ các chú đội hiệp sĩ Bình Dương, con có hy vọng là các chú sẽ tìm được ba cho con không? Dạ, hy vọng. Hy vọng. Từ ba đi rồi con có nhớ dữ không? Nhớ dữ. Nhớ nhiều ha. Giá học giỏi sau này ba về nhé. Dạ. Học giỏi ba mới về, nhớ không con? Dạ. Học giỏi sau này mới có công việc. Mình học không giỏi sau này không có kiếm tiền được, khổ lắm con à, nhá. Rồi xíu nữa con nói, chú nói chuyện với con sau nhé. Rồi bé áo trắng, con cho chú hỏi con họ tên là gì? Lê Hoàng Đức. Lê Hoàng Đức đúng không? Đức mấy tuổi rồi? Đức 10 tuổi nha. Anh hai 12 đúng không? Đức học lớp mấy rồi? Lớp 3, lớp 4. Đức học giỏi không Đức? Cũng được hả? Dáng học giỏi nha con. Con có biết ba đi đâu không con? Không. Ba đi lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi. Trước khi ba đi ba có nói gì với con là ba đi đâu, ba bỏ luôn không? Ba có nói gì không? Ba có dặn con không là ba đi không? Nói, mở miệng nghe nói không? Có miệng là nói dặn. Ba có yêu con không? Không. Trong nhà năm anh em là ba thương ai nhất? Thương ai? Thương ai nhất nào, nói chú nghe. Nói nghe, mở miệng nói ra. Ba thương ai nhất, thương con không? Con có yêu ba không? Có. Có mong ba về với con không? Có. Con nói cái gì thế, con gọi tên ba con đi, ba về với con đi. Mẹ con không bỏ ba đâu. Con đi. Con nhớ ba lắm. Nhớ ba. Ba đừng rời xa mẹ con. Ba đừng rời xa mẹ con. Hôm nay con đi xe có mệt lắm không con?
Bây giờ là hơn 13 giờ chiều rồi, con ăn cơm chưa? Chưa được ăn gì đúng không? Đói lắm không con? Đói không? Mệt lắm không? Mệt ha. Thôi dáng ngay xíu nữa thì về mới gia đình nhé. Rồi các chú tìm ba cho con về nhà nhé. Cô dáng học giỏi đi ha. Đừng ngộ học nhé. Chịu khó ở nhà anh em chơi với nhau. Ba có thể là đi rất xa đấy. Còn lâu ba mới về với con được. Dáng học giỏi nha. Thương quá cô chú anh chị. Rồi bé ở giữa cho chú hỏi con họ tên là gì? Lê Tuấn Anh. Lê Tuấn Anh. Con mấy tuổi rồi? Con 8 tuổi. Con 8 tuổi. Con nay học lớp mấy con? Lớp 2. Lớp 2. Con học giỏi không? Học được không con? Ừ. Con biết viết chưa? Ừ. Ba đi đâu con biết không? Ừ. Không luôn hả? Ba có đánh con khi nào không con? Ba có đánh con khi nào không? Không à. Con có thương ba không? Có. Con có biết là ba thương con nhiều không? Không, dạ có thương con nhiều không? Nhiều ha. Con có sợ ba bỏ con luôn không con? Có. Có ha. Đến giờ phút này ba đã đi rồi. Con có mong ba về với con không? Con gọi tên ba đi. Ba về với con đi, ba đừng bỏ con. Nói cho con, nói cho chàng nghe, chàng có coi đường chơi vậy với mẹ con mình. Nói cho con, nói chàng vậy với con. Chàng vậy với con. Con thương cha lắm. Con thương cha lắm. Cha đừng bỏ đi theo người khác, mẹ con không sống được. Nói đi con. Cha đừng bỏ đi người khác, mẹ con không sống được. Mẹ rất cần cha. Mẹ rất cần cha. Mẹ yêu cha nhiều lắm. Mẹ yêu cha nhiều lắm. Thương quá trời ơi, thương quá trời. Tạo cho 5 đứa trẻ dễ thương trên này mà sao bỏ đi được đâu không biết nữa. Người ta mong không có con. Đây mình mong có con mình bỏ đi này. Đi mất tâm mất tích luôn. Ông liên lạc thì lệ về được hết. Ông điện cũng không được. Sáng đêm đêm nào nó ngủ nó cũng hỏi cha. Mong mình về anh thương em con. Anh thương em, anh thương năm đứa nhỏ cũng được. Ngày nãy em cũng ngồi khóc anh chờ anh về. Năm đứa trẻ hiện nay như một đàn chim luôn. Cha thì đi mất rồi. Bé gái cho chú hỏi này, con họ tên là gì? Tuyết Mai. Tuyết Mai nha. Tuyết Mai mấy tuổi đây con? Con học giỏi không? Đi học chưa? Đi học. Đi học rồi, con ngoan không? Mẹ có la con khi nào không? Mẹ uốn con không? Con có thương cha không con? Cha đi đâu con biết không? Cha đi lâu chưa? Lâu rồi hả? Đêm giờ con ngủ với ai? Mẹ. Trước đây con ngủ với ai nữa? Cha. Con có nhớ cha không? Nhớ. Sáng dậy giờ có ba, có cha, có quay về không? Không. Không hả? Hôm nay con có mệt mỏi lắm không? Mệt lắm ha. Con gọi tên cha đi, cha về với con. Cha về với con. Con nhớ cha lắm. Con nhớ cha. Cha đừng bỏ mẹ con. Con thương thật. Sao nó lớn lên. Con mong muốn những điều gì nào? Cha về với con. Ôi trời ơi, tội dữ vậy. Rồi bé trai áo đỏ, con nhỏ nhất đúng không con? Dạ biết con. Dạ. Con tên gì con? Tên gì con nói cho chú nghe, con tên gì? Nói. Con tên lại tiếng em. Nói đi con. Con buồn, thường quá. Nói thì lời buồn.
Con có thương cha không con? Thương nhiều không? Con có sợ sợ cha bảo con không? Sợ lắm hả? Con yêu cha nhiều không? Nhiều quá. Dám ở nhà ngoan là sau này cha về với con nhé. Cha đi làm kiếm tiền ha. Sau này cha sẽ về mẹ anh em tụi con nhé. Về mẹ nhé. Hai hàng nước mắt trời ơi. Thương người ta cha bỏ đi. Đi nó đi vậy nè mà nói hỏi con đi kiếm cha gặp không? Nó nói là con kiếm cha không gặp. Chứ con chết luôn quá. Nó nói không đớt mà nó nói những câu vậy. Mà nội nó nghe rồi mà nội nó cũng khóc luôn. Anh em chưa gặp trường hợp mà thương giống vậy. Chồng tìm vợ, vợ tìm chồng, con tìm cha. Đây là một trường hợp vô cùng đặc biệt. Cho rất nhiều câu chuyện đau lòng đến độ vậy. Có nhiều trường hợp khác cũng một gia đình 5 đứa trẻ. Chưa một trường hợp nào giống như thế này. Đây là một trường hợp vô cùng đặc biệt. Hy vọng em trai, nếu em đang còn ở đâu đó, em xem video đội hiệp sĩ Nguyễn Hiền Dương, thì em hãy liên hệ lại ngay lập tức, hoặc em hãy quay trở về cùng với gia đình. Đặc biệt các con em đang rất cần cái tình thương của em. Một mình vợ em bây giờ là gọi là gà trống với con nuôi không lỗi. Vừa là cha vừa là mẹ, thực sự là nuôi không lỗi đâu. Hai vợ chồng nuôi 1-2 đứa trẻ còn nuôi không lỗi. Mà bây giờ 5 đứa trẻ này em tạo ra, 5 đứa trẻ này em có trách nhiệm. Em không thể trốn tránh trách nhiệm của mình được. Vợ em hiện nay không làm ăn gì hết, không có công ăn việc làm gì. Đặc biệt là vướng các con của em hiện nay thì chắc chắn là không thể đi làm ăn đâu được. Vì vậy cho nên em hãy suy nghĩ lại. Vì một cái cuộc vui nào đó em hay quay trở về. Cuộc vui nào cũng sẽ tàn thôi. Các con của em hiện nay đang rất cần cái tình thương của em. Không ai thương mình bằng chính người con của mình, bằng vợ mình. 5 đứa trẻ hiện nay như một đàn chim, đúng không ạ? Hàng bữa ăn, hàng tối ngủ, trò chuyện, buồn rầu, suy nghĩ. Thương cha, không biết là cha đang làm gì, cha đi với ai. Cái câu chuyện này thực sự rất đau buồn. Anh em thực sự là nghe câu chuyện rất nghẹn lòng, rất nước mắt. Không biết phải nói chuyện và phải chia sẻ với gia đình làm sao. Mời chị gái, chị có thể chị nói một điều nào đó để cho em trai này xem được, em trai suy nghĩ. Con cũng muốn có cái chuyện gì con nói cho gia đình biết. Cha mẹ mày ở nhà không có ăn uống gì hết trơn á, muốn bệnh ở nhà. Mà mày có coi cái clip này thì mày quay gì à? Có cái chuyện gì thì cứ bất cứ gì thì cứ nói lên. Chứ con mày giờ đó nó lo cho lúc nhất cái gì nè, mà cha mẹ mày ở nhà. Cha nó thì ta biến cũng mới hết. Ổng cũng không có đi mặn gì nữa. Rồi giờ không ăn uống gì trơn á, giờ tốt ngày lo ở nhà đi. Trong điện thoại không gì. Ngàn cân treo sợi tóc. Mẹ nó thì bị đi điểm. Rồi cũng không mặn gì. Hiện nay gia đình mình là còn là nhân lực để lao động chính, hiện nay gần như không còn. Dạ. Cha mẹ nó là lao động phụ trơn rồi, sáu mấy tuổi hết rồi. Chỉ có nó mà nó hay vợ chồng nó với con nó ở riêng, còn cha mẹ nó ở riêng cũng sát bên. Mà bây giờ ổng như bả giờ nó tối ngày lo không có ăn uống gì được cho nó lo đi kiếm gì không được. Rồi bây giờ em gái. Dạ. Em hãy nói điều gì đó cho chồng em để chồng em suy nghĩ lại. Nếu thực sự chồng em còn thương em và thương các con, chồng em sẽ tìm cách để quay trở về. Mà em nói nhà em với anh có gây lộn vậy, mà em có nói gì bậy hay gì anh tha lỗi. Rồi anh thương con thì em mong anh quay về nuôi con. Như em bây giờ em nuôi không nổi 5 đứa này. Làm đứa trẻ rất dễ thương, người vợ rất phúc hậu, hiền lành, nhìn rất phúc hậu. Mà không biết là còn bỏ đi kiếm ở đâu nữa, không biết nữa. Anh tin anh mới chuyện rồi. Điện thoại cũng không bao giờ mình lấy bấm coi tin nhắn hay là cái gì hết trơn. Năm đứa trẻ này, năm con, hiện nay con còn muốn nói điều gì cho cha mình không con?
Bây giờ bé trai áo đen lớn nhất. Rồi con có muốn nói điều gì cuối cùng video này để cho cha mình không? Cha nhớ con. Con rất nhớ cha. Rất nhớ cha. Con nói cái cuộc trò chuyện này, anh em hãy xin bình luận, xin kết thúc ở đây. Hiện nay cuộc trò chuyện này càng dài, anh em nghe càng không chịu được. Vì những đứa trẻ này hiện nay chia sẻ thì anh em hay càng nghe càng rớt nước mắt, càng xúc động. Câu chuyện này đưa lên có này là các rất nhiều các cô chú anh chị, thậm chí hàng rất nhiều triệu người dân Việt Nam mình đang sinh sống ở các tỉnh, thậm chí các quốc gia trên thế giới xem video này. Thực sự ở đây một hoàn cảnh rất đáng thương, rớt nước mắt. Hy vọng em trai anh hiệp sĩ Bình, anh em hiệp sĩ Bình Dương xin nhắc lại, hy vọng em trai đã tạo ra năm đứa trẻ hãy suy nghĩ lại một cách thấu đáo, mình là một người trưởng thành, một người đàn ông, hãy suy nghĩ lại để quay trở về cùng với gia đình, cùng với các con của mình, đặc biệt vợ của em rất dễ thương, con đang rất cần tình thương của cha, mà bây giờ cha biết chưa biết là vui ở mùa xuân ở khu vực nào. Thì rất hy vọng là đội hiệp sĩ Bình Dương đưa cái video lên thì các cô chú anh chị nếu ai phát hiện là thông tin chính thức một em trai lưu hình như trên thì liên hệ giúp anh nhé, anh em đội hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785888, anh em sẽ tìm cách để khuyên để em trai này quay trở về nhanh nhất có thể. Hiện nay vợ và các con và cùng gia đình cha mẹ già đang rất cần cái tình thương. Hiện nay thì em cùng với người thân của mình về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình. Em có đồng ý cho anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và đăng tải tất cả thông tin của em lên các trang mạng xã hội để tìm chồng cho em không? Dạ, đồng ý. Rồi, anh cũng xin phép được thay mặt các anh em đội hiệp sĩ Bình Dương, anh chúc em cùng với cô của em, đặc biệt là các con của em, cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Hy vọng trong những ngày tháng tới anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ tìm thông tin chính thức chồng em ở đâu. Dạ. Có cách động viên an ủi tốt nhất có thể để chồng em quay trở về cùng gia đình em nhé. Dạ. Dạ, cuối video cho phép công trần Gina thay mặt các anh em đội hiệp sĩ Bình Dương xin kính chúc các cô chú anh chị đã luôn luôn theo dõi, ủng hộ giúp đội hiệp sĩ Bình Dương một ngày một lan tỏa nhiều hơn nữa để giúp đời giúp người. Xin thân ái và chào hẹn gặp lại các cô chú anh chị và bạn trong những video tiếp theo ạ.